Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại cuộc họp báo kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh giải đáp một số thắc mắc liên quan đến phản ánh công an phường ở thành phố Thủ Đức yêu cầu giấy xác nhận cư trú khi làm thẻ căn cước mới, không nhận hồ sơ trực tiếp. Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi có nhu cầu cấp thẻ căn cước, người dân có thể đến đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp huyện hoặc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh. Về thủ tục, người dân chỉ cần cung cấp thông tin gồm họ tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin công dân không thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu để làm hồ sơ. Do đó, công dân đến các điểm cấp căn cước làm thủ tục thì không cần xuất trình thông báo định danh cá nhân hay xác nhận thông tin về cư trú. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin thêm, hiện Bộ Công an đã bãi bỏ thủ tục cấp thông báo định danh. Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo kiểm tra cụ thể để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện đề án 06 năm 2022 của Chính phủ, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngành công an thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân làm thủ tục trực tuyến hoặc qua ứng dụng VNEID để thuận tiện hơn. Đối với trường hợp người dân không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ công an vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và ứng dụng VNEID tại trụ sở. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan có các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời đề nghị các tổ chức tôn giáo giám sát chức sắc, nhà tu hành. Đây là phản hồi của Bộ Nội vụ trước kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị có giải pháp để quản lý các cơ sở tôn giáo, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của tôn giáo. Theo Bộ Nội vụ, cơ quan này được nhận được ý kiến cử tri của thành phố Hồ Chí Minh về việc thời gian qua, nhiều trường hợp lợi dụng tôn giáo để phát biểu những thông tin không đúng trên mạng xã hội, lợi dụng tổ chức các lễ hội mê tín để trục lợi, gây bất bình trong nhân dân. Trước thực trạng này, cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Nội vụ có giải pháp để quản lý các cơ sở tôn giáo, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của tôn giáo. Phản hồi ý kiến này, Bộ Nội vụ thông tin, thời gian qua, cơ quan này cũng nhận được ý kiến phản ánh của công dân về việc một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo, một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo có phát ngôn, thuyết giảng trên không gian mạng không đúng với giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo, lợi dụng tổ chức các lễ, hội mê tín để trục lợi, gây bất bình trong nhân dân. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Cục Thông tin Đối ngoại thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam nhằm phản bác lại những tổ chức cá nhân lợi dụng không gian mạng đưa thông tin sai lệch về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Cạnh đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi. Đối với các trường hợp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành phát ngôn, thuyết giảng trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, Bộ Nội vụ đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị thẩm tra, xác minh, làm rõ vi phạm một trong các nội dung này. Kết quả, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật một số chức sắc, tu sĩ vi phạm giáo luật và yêu cầu gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận xã hội. Thưa quý vị, trong thời gian tới thì thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, Bộ này sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan có các giải pháp căn cơ và tập trung thực hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là luật tín ngưỡng,
tôn giáo và nghị định số 95 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội tín ngưỡng tôn giáo đúng hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật, không để xảy ra việc lợi dụng tổ chức các lễ hội tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan. Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm giáo luật, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, có giải pháp quản lý các cơ sở tôn giáo, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của các tổ chức tôn giáo. Bộ Nội vụ đề nghị các tổ chức tôn giáo tăng cường quản lý, giám sát chức sắc, chức việc, nhà tu hành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giáo luật và pháp luật. Bạch Lốt sẽ lên trao giải thưởng Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 với trị giá giải thưởng là 228.845.423.700 đồng. Quý vị thân mến, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Để chúc mừng cho sự may mắn đặc biệt của anh MT với giải thưởng rất có giá trị này, và chúng ta sẽ cùng ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Gần 229 tỷ đồng là giải jackpot có giá trị cao thứ tư từ trước đến nay của công ty xổ số điện toán Việt Nam, gọi tắt là công ty Vietlott. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, công ty Vietlott trao giải jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1070 đến một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Vietlott xác định người đàn ông này đã trúng giải jackpot 1 của xổ số Power 6/55 diễn ra ngày 6 tháng 8 với giá trị trúng thưởng là 228.605.423.700 đồng sau khi kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo. Tấm vé may mắn trúng jackpot 1 của người đàn ông này có dãy số là 22, 34, 44, 46, 54, 55. Người trúng giải đã mua vé số này thông qua ứng dụng Vietlott SMS kết nối với nhà mạng Viettel. Vì tấm vé số mà người này mua là bao 7 nên ngoài giải độc đắc jackpot 1, anh còn trúng thêm nhiều giải phụ khác. Thưa quý vị, cho phép Thu Quỳnh xin được đọc biến động số dư mà ngay lúc này Thu Quỳnh đã thấy số tiền đã trở về tài khoản của anh. Đó là số dư tài khoản dao động vào lúc 9 giờ 58 phút với số dư là 205.961.881.330 Việt Nam đồng. Và với nội dung là Vietlott trả thưởng giải jackpot sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 1070 ngày 6 tháng 8 năm 2024 ạ. Và thực sự lúc này thì rất là nhiều những con số đã xuất hiện trên màn hình của anh ạ. Một lần nữa chia sẻ tại buổi trao thưởng, người đàn ông này cho biết dãy số trúng thưởng là bản thân tự chọn và người này mua Vietlott hàng ngày. Với số tiền trúng giải, người đàn ông chia sẻ sẽ phụ giúp gia đình và kinh doanh. Ngoài ra, người trúng giải còn trích ra một phần giải thưởng là 2,76 tỷ đồng dành cho quỹ Tâm Tài Việt của Vietlott. Đây là quỹ dành cho các hoạt động an sinh xã hội, phát triển giáo dục và thúc đẩy nền kinh tế nông thôn trên cả nước.